Hello các bạn nha, thì mình đang có mặt tại Chợ Lách ha. Vườn này là vườn của anh Trương ha các bạn. Bạn thấy nè, vườn lá cực kỳ khủng tốt ha. Anh là xài mentus 3 cửa liên tục bạn, cái nhau 7 ngày cách đây 1 tháng nữa, để là cho vàng lá bóng dày ha, cho đọt cho cây. Vườn mình đó có đám hồng không anh? Không. Không có đám hồng luôn. Đúng rồi, không lá nào hầu luôn. Nguyên cây nguyên vườn anh kiếm cây lá trái nửa lá là không có luôn. Rồi. Anh đóng 3 cử liên tục bên tối vô luôn hả? Ờ 3 cử. Không trong vườn vườn mình đỉnh thiệt. Vườn này bây giờ hửi hơi nhẹ tạo mầm nó cũng ra bông rồi. Cây này giờ nó lên thuốc nhẹ mà nó không ra lịch ra. Nhưng mà lịch cái cây trước thấy phụ mình tối vô cái đọt mạnh không? Mạnh lắm, đọt cái đực cây rồi nó ra đọt màu nấy là dày 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 nè. Dạ. Là cây đó là cây phun men tốt vô hả? Ừ. Dạ. Đó ra dài lắm, xải xải. Cây mình giờ đủ lá luôn, đấy là mong luôn, mình đợi tới tháng là mong thôi. Ừ. Lá là lá bằng tay luôn. Lá này nuôi tái rồi, thấm là phải ghe luôn. Lá này cái gì? Không vậy cui à, bóp lá này không bao cái lá rồi. Lá của người ta bóp lá nó ấy giòn gụm. Ừ. Mà cái da cây dùm cái thân cây nó cái màu cây nó sáng tươi luôn, nó sáng tươi, nó gần da nó đang lớn luôn mà. Cây tơ cây non nhưng mà cái này cái tơ thiệt mà. Tơ mà cái da của nó thì thấy đẹp lắm, lá vừa khủng khiếp luôn, lá dày đều hết, nguyên vườn nó đều rồi, nguyên đều đều vườn luôn. Quá trời mấy cây sung này, cái cây sung này anh mình tết phun cử khoảng 20 ngày anh phun lần thôi, quốc 3 cửa liên tục sao nó chịu nổi. Nó tốt mít trời luôn. Mà cái dàn cành nó đủ đủ cái hành nhìn đảo ha. Tay cành lớn cũng khủng khiếp luôn. Cái tay nó ra nó đọt nó ra nó nách nó nách mỗi lá của nó hơi nó ra như người ta rồi. Tay cành đủ lực luôn, 10 bành kỳ luôn. Làm vườn thấy làm đúng bài bản đúng quy trình ha, anh quét dâu gốc đồ nữa. Trời cái lá. Thứ gì cho nổi lá này. Kiếm vườn sầu riêng nào có lá được vậy mới lạ luôn. Trời nó bự. Bự hơn bằng tay em luôn nè. Lá là lá bằng chân chứ lá bằng tay vậy. Đưa 4 ngón tay vô chứ 3 ngón là vô không. Đúng rồi. Không bít cái lá mà. Lá này cái bàn tay không xi nhê với cái lá luôn. Cái vườn này trước vậy trước khi làm bông á. Cái cây đọt này nè, cái cây đọt này nè, mốt nó nhú nhú ra đó, anh muốn thêm cho nó hai cửa mentos đi, sang cửa vườn luôn. Đó, anh là ngày là mà cả chủ nhật này anh là anh đẩy cửa mentos với kéo đọt luôn á. Dạ. Anh đi nó với cửa cộng với kéo đọt vô. Mấy cây này chắc là anh chắc cơ lên to mầm thôi chứ anh không có bắt lo nữa hả? À, cái nhỏ nè. Cái vườn anh làm là anh bắt lo luôn. Ừ. À, không đẹp, không đẹp phải không? Đẩy. Sợ mưa mà đậy cậy tốn tiền bạc mấy cây nhỏ nhỏ nè, cây nhỏ không nhỏ à. Đậy. Trời, mấy cây lớn này thì đậy chắc ăn trăm trăm phải đậy chứ nói gì nữa vậy, không đậy lớn mà phải đậy, nhỏ này không đậy, lớn mà đậy bông hôm đó cái này nó ra một cái. Bạn thấy nè hiệu quả của sử dụng men tốt ha, bông coi đẹp nữa kỳ không, cây quá trời sung mà. Ừ. bông nào mấy đùm nào mấy đẹp kỳ, cái bông cũng đẹp lắm. Vườn cây đậm đen luôn, tốt mịt. Không có lá trái nha, cây sầu riêng. Đúng rồi, lá cực kỳ dày luôn nha. Hiệu quả kích kháng nó cao. Được có một cái là vậy đó. Không nấm hồng nấm gông luôn, mấy vườn mà tốt rồi phải không? Thường có nấm hồng. Giờ mình không nấm hồng nha. Lá sầu riêng dòm không có cái nấm nào mới lạ luôn. Dạ. Không có cái nấm. Và ok luôn. Dòm thấy cái nhánh mà nó ra dày rồi, cái tượng nó ra cỡ nào. Đúng rồi. Thẩm cái đợt mà phun mentos là tượng nó ra dày không nửa thước luôn phải không? Cái này nè, đó. Ừ. Ngon lành quá trời. Vườn vườn đỉnh thiệt. Coi đọt này, nó nhóm coi nè, đó. Đó. Đúng rồi. Không. Anh luôn. Đó, lá rồi nè. Thì anh phun mentos nó cũng kích kháng mà. Đó. Anh phun nó kích kháng rồi khoảng mấy tháng trời nó mới hết. Một cái đọt này nó ra không mười mấy lá này. Ừ. Không? Ừ. Rồi, vài bữa quốc thêm miên cử hai cử nó rồi làm bông mà vừa luôn đấy. Ra nách nó ra thấy ghê.
coi cái bông nó ra ngoài, dùng cái bông nó có, nó có phải bông sù riêng không, nó ra cái bông kìa đó, ú nụ cái bông gì với bông sù riêng, cái bông thối thật, cái bông sù riêng nào như vậy á, bự cho bá luôn vậy cui rồi nhé, bye bye các bạn nha.